bộ giáp của mũi ra hả? Thôi mũi lấy bộ giáp hả? Mũi lấy bộ giáp mũi trùm lại để cậu ba tấn công mũi. Cẩn thận mũi ơi, chạy đi. Mặc dù mặc áo giáp nhưng mà mình cũng phải chạy trốn chứ. Kẻ địch đang đuổi ráo riết phía sau kìa mũi ơi. Đâu rồi? Tấn công. Cướp xài. Wow. Doraemon xử lý Doraemon. Dữ. Ướt nhẹp luôn rồi. Sao cái pha xử lý của muội là Doraemon ướt nhẹp. Bắt về luôn. Bắt về, bắt về. Cái gì vậy? Rớt cái khoan dừng khoảng chừng 2 giây rớt cái túi. Tại mới có vậy nè muội. Rớt cái túi thần kỳ của Doraemon rồi. Đổ ra, đổ ra cái sọt. Xe tay ra. Xe tay ra. Thôi rồi. Trong đôi đen một anh. Hai rớt rớt cậu ba làm rớt còn còn nó đổ ra sọt cho rồi đi ba con bốn con nạp vào một cái túi thần kỳ cho nó tắm mà rồi khỏi ấy bốn con này chạy được nè nha cho nó chạy đi chạy chạy thử ra qua đường kia qua đường qua ê. Đường nào lắng láng cho nó chạy chạy được không đường này nó không có được không không được hả láng chạy mới được bị cái mũi xử lý nó hư luôn rồi để mũi cậu ba dở gãy bánh luôn rồi rồi mũi hay quá rồi đất ơi vậy là đã xong một cái xe xuất ra luôn rồi tan tác luôn rồi thôi nghỉ đi khỏi chạy nữa để phát hiện có bịch gì nè không láng gì hết trơn không thịt có phô có mây quên mây có phô nè cho mũi nè đất ơi rồi cậu ba lụm xe nó lên hồi về sửa luôn cậu ba lụm cái xác xe lên luôn dữ mùi mùi rồi xử lý cậu ba mùi đã tiêu diệt được một tên gì vậy cậu me hả cậu me tiếp tục mùi ơi ơi khoai tây chiên hết nước luôn rồi cậu ba đi hết nước rồi dẹp đi nè cho một khoai tây chiên nè mùi ăn thử khoai tây chiên luôn không mùi rau nè rau luôn á khoai tây chiên ông già có rau à cái này rất là ăn vô có rau đúng rồi ăn nó vô là có rau có nên ăn không ta đang suy nghĩ mỗi suy nghĩ mẹ xem có nên ăn hay không mẹ ơi con chim biết bay kìa quay đâu, qua xem nào cậu ba có ăn chưa mũi có ăn chưa ngon hả mũi đi đâu mũi mũi tìm được một bánh que sô cô la rất là ngon cái gì vậy mũi con mắt của Halloween con mắt rồi xèn 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 cậu ba giùm luôn đi mũi đánh cái sức luôn rồi gì mũi mì sốt tương đen wow ngon nha vụ này ngon nè mày nãy hồi nấu ăn ừ cái vụ đó ngon á gì vậy kẹo me nữa hả dạ dừng á kẹo dâu dừng khoảng chừng là 2 giây cho mũi xử lý băng bơm xử lý tiếp đi mũi bơm wow lụm lên lụm ra đi dâu 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 thấy rồi nãy me giờ dâu vô một cậu ba đói bụng rồi cậu ba kêu nó mì sốt tương đen ăn kìa gì lần đầu tiên mì yêu hết nè mì là nói hết nè thì hảo hảo yêu hết nè nãy giờ bắn nó mà sao không lấy ai mũi này kỳ quá à lẫm đi mũi từ từ đây là mì hảo hảo nữa hả mới tìm được cái gì vậy bạch gì vậy cô ba pizza 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 rồi tiếp tục còn hết còn cái gì nữa hết trong bụi đó có gì kìa bụi nào ê cái xe này chạy được nè không giống xe nãy nữa cái gì vậy ê một quả trứng và nở ra một con chim cái mỏ thiệt là to đố cậu ba chim này chim gì nè
chim gì đây? Hết bồ nông. Bồ nông. Đây. Cái mỏ thật là to, hình như mỏ nó mở ra được nè. Chim bồ nông hả? Ý, mở ra bỏ cái gì vô cho nó ăn đi. Bỏ gì ăn nè, nó ăn gì đi. Biết nó ăn gì không? Con này ăn gì biết không? Nó ăn bánh ấy, bánh ăn, này nè. Ăn cá. Ăn bánh này được nè. Thôi thôi thôi. Thôi đừng đậu, đổ gan rồi kiến ăn nó luôn. Nó kêu đã một nè. Mồi lục cái gì mồi. Thôi. Ê có cộng gì nó mồi. Ê cái chiếc xe chạy được nè, sắm cho xe chạy đi. Được không đâu. Xe chở trứng bồ nông nè. Chạy tới, đẩy tới, chạy tới chứ không phải giống như cái xe nãy kéo kéo xuống nó mới chạy lên. Có ăn gì đâu. Mồi ăn gì kìa. Có ăn gì đâu. Nghiêm, đứng lên nghiêm. Bé nó nghỉ nghiêm. Giơ hai tay lên. Không. Mồi mồi giấu gì sau lưng à cậu ba. Tấn lột mồi. Tấn lột mồi mới được. Trời ơi ăn khoai tây có rau. Thế nào mồi cũng bị mọc rau cho mà tên. Đâu. Ý. Có thiệt, có thiệt. Qua. Qua cây me có kẹo me rồi. Mồi làm bể luôn rồi, rớt luôn. Mồi chứ kỳ quá à. Cây me mọc ra kẹo me. Là đúng rồi. Ôi kẹo me sữa nhân tân châu luôn á. Để hả? Cái gì nhân tân châu nữa. À ý mồi phát hiện được một hộp bánh giống nãy vậy nữa. Bánh que nè, tả của ba nè, còn gì nữa không chúng ta còn sót vậy mồi. Gì mồi hết rồi. Mồi coi còn gì nữa không, mẹ thấy còn rồi đó. Mồi phát hiện được rồi, còn gì mồi. Mì tương đen. Lại một gói mì tương đen. Tương đen Bắc Kinh nha các bạn. Mũi phát hiện gì? Mũi phát hiện một cây chuối. Cây chuối hả mùi? Cây chuối. Thôi vô nó mì ăn mùi. Thôi đi vô nó mì ăn. Đồ ham ăn. Đồ ham ăn. À, thôi, đừng ăn. Ai ham ăn kìa. Ai đang có một bánh ăn kìa, là ai là đồ ham ăn? Mồi. Mồi có ăn mì tương đen không? Hay là mồi ăn mì hảo hảo? Hả? Mì xào hảo hảo. Mì xào hảo hảo có ba pin, nấu. Nhưng mà hết nước mồi, nó hết pin. Hết pin nhỉ? Còn nước mà hết pin. Mồi muốn ăn mì xào hảo hảo lấy ra đi, lấy ra đi. Hồi các bạn. Có mồm. Hả? Mưa tới gì vậy? Mưa tới lấy đồ vô đi. Mưa tới. Xách đồ vô mưa ơi. Rồi mưa ôm sọt vô luôn rồi. Đó rồi, mưa xong rồi. Mưa có làm gì? Rồi, lại nữa. Rồi, hết mưa, mưa xách sọt ra lại. Nè, cái nắp của con nè, phải không? Coi như chưa có chuyện gì hết. Rồi, mì tương đen bỏ vô. Rồi, vô nó mì ăn lẻ lắm. Mưa nữa. Mưa nữa, xách vô đem tiếp. Vô. Tiếp hết tục. Mưa rồi, đem ra nữa. Ê, còn mưa, đang mưa, đang mưa, đang mưa, vô lẻ luôn. Ôi nấu mì xong rồi hả muội? Dạ. Phát hiện muội làm gì vậy? Có gì đâu. Muội ăn trộm hả? Muội trộm mì tương đen của cậu ba qua cái mì xào hảo hảo của muội. Trời ơi, cậu ba nấu rồi, cậu ba đem ra đây, cậu ba đi đâu rồi? Cậu ba đi làm gì rồi? Cậu ba đi làm gì rồi? Muội tranh thủ ngồi ở đây. Muội gấp muội gấp topping của cậu ba qua. Cậu ba tới. Chưa hả? Cậu ba còn đi làm công chuyện, cậu ba chưa? Cậu ba không? Chờ chút, dừng khoảng chừng là 2 giây mũi ơi. Kéo này vô để rớt hồn thảo ngoài. Ừ. Gì vậy? Rồi ăn trộm mì nữa hả? Ăn trộm vậy thôi, còn ăn mì tương đen luôn đi. Chứ con trộm chi cho nó mất công vậy? Hả? Vậy con ăn luôn mì tương đen đi. Tô con thấy bự hơn tô của cậu ba luôn rồi đó. Cậu ba sẽ có một sự nghi ngờ ăn tước luôn rồi mùi. Đợi cậu ba lâu quá mùi ăn tước luôn nha các bạn. Ngon không mùi? Ngon. Mùi khỏi gấp mùi top pin ăn tạm của cậu ba. Giờ mùi ăn luôn hai tô cũng được nữa. Tại cậu ba đâu có ra. Cậu ba đi làm gì mất tiêu rồi. Ừ, bây giờ con thấy
mì màu vàng lấy đũa màu vàng, mì màu đen lấy đũa màu đen luôn. À, mì màu vàng lấy đũa màu vàng, mì màu đen lấy đũa màu đen luôn ha. Con đá ăn trộm rồi còn ráng ăn dụng của người ta nữa. Nãy mày nói gì đó? Thôi con ăn luôn mì tương đen đi, con khỏi ăn mì hảo hảo nữa. Đúng không? Cậu ba đâu mất tiêu rồi? Cậu ba đi làm gì lâu dữ vậy? Mùi ăn hết hai tô luôn rồi, cậu ba chưa ra nữa ta ơi. Ăn luôn rồi mùi. Yeah. Thôi dữ vậy. Quá chừng quá đất luôn. Tới chừng cậu ba ra là không còn cọng mì nào hết trơn á. Con phải chừa cho cậu ba. Chừa cho cậu ba cái gì? Cọng mì. Ừ à, rớt luôn. Ừ, chừa cậu ba cọng đó bỏ vô tô cậu ba đi. Ở đâu mà tô mì vàng mà có móc lên được hai cọng mì màu đen nha muội. Giống con run đất. Ngon không? Mì nào ngon hơn? Đen hay vàng? Hả? Ơi, cậu ba không ra nghỉ nha muội, bye bye các bạn. Tương đen cũng được nhưng mà màu vàng thì ngon hơn. Tương đen thì ăn tạm được thôi phải không? Dạ. Mì vàng ăn ngon hơn phải không? Cậu ba không ra nãy giờ muội ăn hết rồi. Cậu ba làm gì lâu vậy? Muội ăn gần hết rồi. Hết ra ngồi đi coi. Cậu ba không biết đi qua bên này ngồi hả? Có gì vàng vàng đây vậy? Muội chừa cho cậu ba một cọng đó. Ăn đi, nguội rồi. Nguội nãy giờ rồi. Sao cậu ba vừa ra muội đứng lên mà đi vậy muội? Xích qua chỗ mát. Xích qua chỗ mát. Mùi rất ngon mùi. Đổi không? Muội đâu cần phải đổi. Muội khen mì vàng ngon hơn. Nên muội không đổi, không. Đó, mũi cho cậu ba miếng à, khen ngon cho miếng. Cho miếng đỡ thèm. Ngon hay không? Không. Không, mũi đỡ thèm ăn mì tương đen. Không, mì tương đen dễ hơn mì tương gà. À, chào, chào hai cậu cháu đi. Chào các bạn đi. Nãy giờ mũi lâu quá trời, đợi cậu ba lâu. Mũi